Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng ngày hôm nay, thứ sáu ngày 3 tháng 3 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới trong xuống giảm nhẹ, giao dịch quanh mức 1.836 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.829,85 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.838,86 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 0,57%, giao dịch ở mức 104,963 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm, giao dịch ở mức 23.440 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 1,65%, giao dịch ở mức 4,062% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô trong xuống tăng, giao dịch quanh mức 77,950 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới có thể trượt về dưới 1.700 đô la Mỹ trên một ounce. Thị trường vàng thế giới đã ghi nhận tháng 2 năm 2023 hoạt động kém hiệu quả nhất trong vòng 20 tháng qua. Do giới đầu tư thận trọng trước khả năng Fed có chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, trong tháng giá vàng thế giới đã giảm 100 đô la Mỹ, từ vùng giá 1.928 đô la Mỹ xuống còn 1.828 đô la Mỹ trên ounce vào cuối tháng. Đây là tháng mất giá mạnh nhất, chỉ thấp hơn mức giảm 130 đô la Mỹ trên một ounce trong tháng 6 năm 2021. Theo chuyên gia về kim loại quý Gaynell Villacoy, ông Evan Lepperman nhận định sự biến động trên thị trường vàng còn tiếp tục vì giá có thể nhanh chóng giảm trở lại sau phiên phục hồi. Tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy vàng trượt về dưới 1.700 đô la Mỹ trên ounce, nhưng tôi cũng kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trở lại, theo vị chuyên gia này chia sẻ. Hiện tại, giá vàng biến động khá khó lường trong ngắn hạn, tăng mạnh hay giảm sâu phụ thuộc rất nhiều vào quyết định của Fed đối với chính sách tiền tệ. Thị trường vàng đang chứng kiến một số hoạt động chốt lời kỹ thuật khi mà các nhà đầu tư kim loại quý phần lớn bỏ qua sức mạnh hơn nữa trên thị trường lao động Mỹ. Cụ thể, Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã giảm 2.000 đơn xuống còn 190.000 đơn. Giảm so với ước tính chưa được kiểm chứng của tuần trước là 192.000 đơn, vượt qua mọi kỳ vọng của các nhà kinh tế. Trong khi đó, quỹ đầu tư ETF vào vàng lớn nhất thế giới SPDA Gold Trust vẫn đang liên tục bán ra. Trong 2 ngày, 28 tháng 2 và ngày 1 tháng 3, quỹ này đã bán tổng cộng 4,92 tấn vàng, đưa lượng vàng sở hữu xuống còn 912,69 tấn, giảm hơn 10 tấn so với thời điểm giữa tháng 2. Trước mắt, các động lực cho thị trường lớn sắp tới là báo cáo việc làm của Mỹ công bố vào ngày 10 tháng 3, chỉ số lạm phát vào ngày 14 tháng 3, nhưng tất cả những điều này sẽ được khởi động bằng bài phát biểu 6 tháng một lần của Chủ tịch Fed ông Jerome Powell trước Thượng viện Mỹ về báo cáo chính sách tiền tệ của Fed dự kiến vào ngày 7 tháng 3 tới đây. Hoặc cần chuẩn bị cho những biến động mạnh hơn trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 3 của Fed dự kiến vào 2 ngày, 21 và ngày 22 tháng 3. Thị trường kỳ vọng lãi suất mục tiêu của Fed sẽ đạt đỉnh ở mức 5,488% vào tháng 9. Về mặt dài hạn thì vàng được dự báo sẽ tăng trong xu hướng giảm giá của đồng bạc xanh sau khi Fed kết thúc chu kỳ nâng lãi suất kéo dài. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Sau một phiên tăng giá thì kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, thị trường vàng trong nước chìm trong sắc đỏ. Những nhà đầu tư mua vàng bù số 9 cầu may ngày vía thần tài giờ đây đang lỗ khoảng 3 triệu đồng cho mỗi lượng. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng miếng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mua vào mức 66,15 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 66,85 triệu đồng trên lượng, giảm 100.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên hôm trước đó. Tại ngân hàng Eximbank, giá vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 66,15 triệu đồng trên lượng mua vào và 66,65 triệu đồng trên lượng bán ra, giảm 150.000 đồng trên lượng so với giá đóng cửa chiều hôm trước. Tương tự thì các loại vàng nhẫn tròn trơn, vàng 4 số 9 cũng chịu áp lực điều chỉnh giảm. Cụ thể, với giá vàng 4 số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Mỹ Hồng, mua vào ở mức 53,1 triệu đồng trên lượng và bán ra mức 53,6 triệu đồng trên một lượng, cũng giảm 100.000 đồng trên lượng ở chiều bán, nhưng không có sự thay đổi ở chiều mua. Các giao dịch mua bán vàng nhẫn 24K, 4 số 9 trên thị trường tự do cũng chỉ quanh mức 52,8 triệu đồng trên lượng mua vào và 53 triệu đồng trên một lượng bán ra. So với mức giá cao nhất trong tháng 2 vừa qua thì đến nay các loại vàng bù số 9 đã bay hơi tới 3 triệu đồng trên mỗi lượng.
Trong ngày vía Thần Tài, có một số nhà đầu tư đã mua vàng cầu may với lượng mua lớn tới 100 lượng vàng bù số 9 tại vùng giá 55,7 triệu đồng trên lượng. Giờ đây, nếu bán ra thì mức giá là 52,8 triệu đồng trên lượng. Nhà đầu tư sẽ bị lỗ gần 300 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối cùng của bản tin này, để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước, sau đây sẽ là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Sau khi điều chỉnh giảm với mặt hàng vàng miếng SJC và không có thay đổi về giá với mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác, thì tạm thời hiện tại chưa có điều chỉnh về giá và đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6 triệu 615 nghìn, bán ra 6 triệu 685 nghìn. Giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 700.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6 triệu 615.000, bán ra 6 triệu 687.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6 triệu 620.000, bán ra 6 triệu 685.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 6 triệu 610.000, bán ra 6 triệu 680.000. Phú Quý SJC mua vào 6 triệu 615.000, bán ra 6 triệu 685.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6 triệu 620.000, bán ra 6 triệu 684.000. My Hồng SJC mua vào 6 triệu 625.000, bán ra 6 triệu 675.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6 triệu 615.000, bán ra 6 triệu 665.000. Ngân hàng SCB mua vào 6 triệu 580.000, bán ra 6 triệu 710.000. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6 triệu 610.000, bán ra 6 triệu 680.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6 triệu 615.000, bán ra 6 triệu 687.000. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Sau khi điều chỉnh giảm 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua thì đến thời điểm này chưa có điều chỉnh về giá. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 700.000 cho đến 760.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6 triệu 615.000, bán ra 6 triệu 687.000. SJC Huế mua vào 6 triệu 612.000, bán ra 6 triệu 683.000. SJC Biên Hòa mua vào 6 triệu 610.000, bán ra 6 triệu 687.000. SJC Miền Tây Quảng Ngãi Long Xuyên mua vào 6 triệu 615.000, bán ra 6 triệu 685.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6 triệu 617.000, bán ra 6 triệu 690.000. SJC Quy Nhơn mua vào 6 triệu 615.000, bán ra 6 triệu 687.000. SJC Phan Rang Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6 triệu 613.000, bán ra 6 triệu 687.000. Cuối cùng là giá nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại thì chưa có điều chỉnh về giá và đang được niêm yết như sau. Nhẫn bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5 triệu 315.000, bán ra 5 triệu 405.000. Nhẫn bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5 triệu 315.000, bán ra 5 triệu 415.000. Vàng bộ số 9 mua vào 5 triệu 285.000, bán ra 5 triệu 365.000. Vàng 24K mua vào 5 triệu 181,9.000, bán ra 5 triệu 311,9.000. Vàng 18K mua vào 3 triệu 839,2.000, bán ra 4 triệu 039,2.000. Vàng 14K mua vào 2 triệu 943,1 nghìn, bán ra 3 triệu 143,1 nghìn. Vàng 10K mua vào 2 triệu 052,4 nghìn, bán ra 2 triệu 252,4 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn là quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.